toàn bộ 5 người trên tàu lặn Titan tử vong sau vụ nổ thảm khốc. Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ cho biết, tàu lặn Titan chở hành khách tham quan xác tàu Titanic đã được phát hiện vỡ làm nhiều mảnh trong vụ nổ thảm khốc, khiến tất cả 5 người trên tàu thiệt mạng. Một phương tiện lặn robot được triển khai từ tàu của Canada đã phát hiện ra mảnh vỡ của tàu lặn Titan vào sáng ngày 22 tháng 6 dưới đáy biển cách mũi tàu Titanic khoảng 488 mét, cách mặt nước 4 km ở một địa điểm xa xôi của Bắc Đại Tây Dương, chuẩn đô đốc John Mauger của lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ nói với các phóng viên. Tàu Titan, được vận hành bởi công ty Ocean Gate có trụ sở tại Mỹ, đã mất tích vào ngày 19 tháng 6. Khoảng 1 giờ 45 phút sau chuyến lặn kéo dài 2 giờ tới tham quan xác tàu đắm nổi tiếng nhất thế giới Titanic. Các quan chức của lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ cho biết, 5 mảnh vỡ chính của tàu Titan dài 6,7 mét đã được tìm thấy, bao gồm 2 phần của thân tàu. Mảnh vỡ ở đây phù hợp với vụ nổ thảm khốc của con tàu, chuẩn đô đốc Mauger nói. Trước cuộc họp báo của lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ, Ocean Gate đã đưa ra một tuyên bố nói rằng không ai sống sót trong số 5 người trên tàu lặn Titan, bao gồm người sáng lập kiêm giám đốc điều hành của công ty, Stockton Trax. 4 người còn lại là tỷ phú, nhà thám hiểm người Anh Hamid Hadin, 58 tuổi, doanh nhân gốc Pakistan Shahada Dawood, 48 tuổi và con trai 19 tuổi, Suleiman, đều là công dân Anh, và nhà hải dương học người Pháp Paul-Henri Nagelet, 77 tuổi, người đã đến thăm xác tàu Titanic hàng chục lần. Công ty cho biết, những người đàn ông này là những nhà thám hiểm thực thụ. Họ có chung tinh thần phiêu lưu khác biệt và niềm đam mê sâu sắc đối với việc khám phá và bảo vệ các đại dương trên thế giới. Trái tim của chúng tôi hướng về họ và mọi thành viên trong gia đình họ trong thời gian bi thảm này. Các đội cứu hộ từ một số quốc gia đã triển khai máy bay và tàu để rà soát hàng nghìn dặm vuông biển khơi nhằm tìm kiếm tàu lặn Titan. Như vậy, với việc tìm thấy các mảnh vỡ, cuộc tìm kiếm đa quốc gia kéo dài 5 ngày đối với tàu lặn Titan đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.